Ơi, hello, xin chào các bạn của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi là xúc cát ở bãi công trình này nha các bạn. Hôm mình có hai cái chiếc máy xúc kìa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xúc lên chiếc xe ben này và mình chở đi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xúc cát để lên xe thôi các bạn. Rồi ok, mình đã xúc đầy cái xe ben này rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho xe ben đi nha các bạn. Đi thôi, let's go. Bây giờ mình sẽ xúc xe ben này nữa nha các bạn. Xúc thôi. Ôi các bạn ơi, mình thấy cái gì xanh 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 đây. Ôi, mình đào sâu xuống xíu nha các bạn. Wow, chiếc xe cảnh sát hay gì nè các bạn ơi. Trời ơi, dưới bãi cát này có đồ chơi luôn. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Ui, mình đào ở trên đây nha các bạn. Mình hỗ trợ chiếc xe máy xúc này nha các bạn ơi. Wow. Rồi sau rồi mình đào cái móng này cho nó sâu xíu đi rồi mình sẽ lôi chiếc xe lên nha các bạn ơi. Trời ơi, bên đây có nữa nè các bạn. Trời ơi, vô mánh rồi các bạn ơi. Mình đào tiếp nha các bạn. Mình lấy máy xúc này mình đào tiếp, mình hỗ trợ cái anh máy xúc cam bên kia nha. Trời ơi, bị hư luôn rồi các bạn ơi. Ôi ôi, hư luôn rồi. Rồi mình để qua một bên đi, một tí nữa mình sửa chữa sau nha các bạn. Rồi bây giờ mình đào, mình lấy cái chiếc xe đồ chơi lên đã. Rồi bây giờ mình sẽ lôi chiếc xe này lên nha các bạn ơi. Trời ơi, cứng quá à. Cứng quá trời luôn rồi. Ok, một cái chiếc xe cảnh sát nha các bạn ơi. Đẹp quá à các bạn. Xe bullet nè các bạn ơi. Bây giờ mình cho chạy coi, mình cho chạy được không. Có động cơ luôn nè các bạn ơi. Wow. Chơi vui đó các bạn, mình cho chạy lên cầu luôn nha các bạn ơi. Mình xúc tiếp nha các bạn. Mình xem chiếc xe này là xe gì. Mà mình thấy có một cái cầu thang nè các bạn. Có cát ở đây nè các bạn ơi. Wow. Lâu xuất hiện rồi các bạn ơi, xuất hiện ra rồi. Xuất hiện rồi. Ôi da. Trời ơi, dính rất là nhiều cát luôn nha các bạn. Các bạn ơi, xe này là xe gì các bạn? Đây là một chiếc xe cứu hỏa nha các bạn ơi. Ôi trời ơi, bên trong có tài xế nữa nè các bạn ơi. Một anh tài xế màu vàng và một anh tài xế màu xanh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo cái cầu thang này ra thử coi được không? Kéo cầu thang này ra nha. Trời ơi, dài quá. Xe cứu hỏa thang nha các bạn, rất là dài luôn đó. Mình đo gang tay của mình thôi. Trời ơi, 2,5 gang luôn. Cái gang của mình rất là dài nha các bạn đó. Rồi mình để ngoài đây nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đào tiếp nha các bạn ơi. Mình phát hiện ở dưới đây mình thấy có một cái chiếc xe gì, nó dài lắm nha các bạn. Nó dài giống như cái con gắn luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái gì đây, cái gì đây các bạn? Dài lắm các bạn ơi. Sắp xuất hiện rồi các bạn. Mình đào cái móng này cho sâu rồi mình lấy lên nha. Xe này nó bị chôn chắc là lâu ngày lắm các bạn ơi. Nó bị lấp tới đất sét ở dưới luôn rồi các bạn. Trời ơi, bên đây có một cái chiếc nữa nè các bạn ơi. Xe gì đây? Quá dài luôn rồi các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc này lên trước nha các bạn.
Quá dính cát quá trời luôn các bạn ơi. Còn kéo lên nha. Trời ơi, rồi cái đầu xe đâu các bạn? Mình không thấy cái đầu xe các bạn ơi. Chắc đây là cái đầu xe rồi. Bây giờ mình sẽ lôi cái xe này lên nha các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ha, một chiếc xe container này các bạn. Xe container đầu kéo này các bạn ơi, chở Coca-Cola này các bạn. Quá trời luôn. Hơn cái ghế cabin chứa rất là nhiều cát luôn nè các bạn. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lại nha các bạn ơi. Rồi tiếp tục thôi các bạn ơi, xúc thôi, xúc để mà mình giải cứu cái chiếc xe container đó lên để mà cho chiếc xe đó chạy nha các bạn. Rất là dài nha các bạn ơi, trời ơi đẹp quá à. Rồi bây giờ mình sẽ lôi cái đầu xe này lên nha các bạn ơi. Trời ơi. Mình phát hiện đây có một cái chiếc xe nữa nè các bạn. Hình như là mình thấy chiếc xe này nó rất là bự các bạn ơi. Đó, mình đào sâu xuống rồi mình mới kéo được lên được nha các bạn. Rồi sắp thành công rồi các bạn ơi. Đó, xuất hiện rồi đó. Bây giờ mình sẽ lôi chiếc xe này lên nha các bạn. Đó. Trời ơi xe gì đây? Trời ơi, sao có cái cổng múc cát nữa các bạn? Dạ, mình lấy cục đá ra. Rồi mình lôi chiếc xe lên nha các bạn ơi. Trời ơi. Wow. Đẹp quá các bạn ơi, chiếc xe cổng múc cát đẹp quá à các bạn. Đó. Để mình xem coi. Trời ơi, ở đây có cái điều khiển để múc cát nè các bạn. Bên đây có anh tài xế đang cười nữa các bạn ơi, bị chôn dưới cát còn cười nữa, hay thiệt chứ. Đó. Bây giờ mình sẽ xúc cát, mình để lên xe ben thử nha các bạn ơi. Rồi mình đổ cát xuống nha. Rồi mình xúc cát mình để lên xe ben nha. Wow, chiếc xe hoạt động vẫn tốt nha các bạn ơi, bị chôn dưới cát nhưng mà bây giờ làm việc vẫn ok nha. Trời ơi, xúc đất bự luôn nha các bạn. Trời ơi, bị rớt rồi các bạn ơi. Xúc lại nè. Lên. Wow. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, hình như là mình phát hiện ở đây có một cái chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xúc cái xe này lên để mình xem cái xe này là xe gì nha các bạn. Mình đào sâu xuống mình lấy lên nha các bạn ơi. Hồi sớm giờ mình đào cũng được rất là nhiều xe luôn đó các bạn. Wow các bạn, chiếc xe tẩu này làm việc rất là hay nha các bạn, rất là khỏe luôn. Rồi mình cẩu chiếc xe đó lên luôn nha các bạn ơi. Cẩu lên luôn. Trời ơi. Ui, ui là chiếc xe cảnh sát này các bạn ơi. Ha, à, chiếc xe cảnh sát sao bị chôn dưới cát ta. Wow. Ồ, có bánh chớn luôn các bạn. Ui, ui chiếc xe cảnh sát chạy nhanh dữ vậy các bạn. Chạy rất là nhanh luôn, mình cho chạy qua cái cầu nha các bạn ơi. Lại lần nữa nha.
Wow, cho hồ chạy xa dữ vậy. Chắc là mình không khai thác nữa đâu các bạn ơi. Sớm giờ mình chơi cũng rất là mệt rồi. Mình tìm cũng rất là nhiều xe đồ chơi rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tập hợp những cái chiếc xe mình mang lại đây và mình chơi lần nữa rồi mình đi về nha các bạn ơi. Wow, mình đã mang lại đây hết rồi các bạn ơi. Rất là nhiều chiếc xe phải không các bạn? Trời ơi, toàn là xe xịn thôi nha các bạn ơi. Ở đây mình có một cái chiếc xe cẩu mút cát khủng long nè các bạn. Chiếc xe này rất là xịn luôn á. Bây giờ mình xúc cát cho các bạn xem nè. Mình xúc cát mình để lên xe ben đỏ này nha các bạn. Trời ơi, cái gạo mút cát rất là to luôn các bạn ơi. Đó, xúc để lên nè. Để lên. Đó. 3 gạo. 4 gạo. Mới 5 gạo cát mà đã đầy chiếc xe rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe này mình xúc thử 5 gạo cát coi. Coi có đầy chiếc xe không nha các bạn. Mình xúc thử nha. 1 2 3 4 5 không đầy các bạn ơi. Chiếc xe khủng long này nó xịn hơn chiếc xe này nha các bạn. Cái gạo mút cát này chứa rất là nhiều cát luôn các bạn ơi. Mình xúc cát được nhiều lắm luôn các bạn. Đó. Trời ơi, mút cái đầy chiếc xe luôn đó các bạn ơi. Rất là hay luôn. Rồi ở đây mình có một cái chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Rất là đẹp ha. Ở trên đây có mấy cái đèn pha nè các bạn. Ở sau đây thì có một cái bánh dự phòng nè các bạn ơi. Đó, mấy cái bánh này mà bị lủng hay là bị hư gì đó là lấy cái bánh này thay xuống nha các bạn. Ở đây mình có một cái chiếc xe cảnh sát màu xanh dương nè các bạn. Trời ơi nhìn đẹp quá à. Có tài xế cảnh sát đang lấy xe nè các bạn ơi. Nhìn ngầu quá ha. Rồi mình để đây nha các bạn. Wow, ở đây có hai chiếc xe cẩu mút cát nằm ở trên nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chở chiếc xe cẩu cảnh sát lên coi. Trời ơi ngã luôn rồi các bạn. Rồi mình để cho nó quay qua đây. Rồi chở đi thôi nha. Rất là tuyệt vời nha các bạn. Đây có một chiếc xe máy xúc nữa nè. Rồi mình kéo lên nha các bạn ơi. Trời ơi bị sức ga luôn các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp nha các bạn. Đó, xe chở Coca nè. Các bạn có thích uống Coca không các bạn? Rồi mình lắp lại nha. Rồi ok các bạn ơi. Đó, cho chiếc xe này ve luôn nè. Đã chưa? Ở đây mình có một cái chiếc xe cứu hỏa nè các bạn ơi, cứu hỏa than nè. Bây giờ mình sẽ để cục đá nhỏ nhỏ mình để lên đây nha. Mình sẽ nâng nha các bạn. Mình kiếm cục đá nhỏ nhỏ thôi, cục đá cỡ này thôi. Đó. Rồi mình để lên nha các bạn ơi. Trời ơi. Nè. Mình nâng lên luôn nha các bạn. Đó, mình kiếm cục đá nhỏ hơn nha. Đó, mình lấy cục đá này nha. Nhỏ hơn. Mình để lên nha các bạn. Trời ơi, sao chiếc xe này nâng cục đá này không nổi các bạn. Mình thử mình nâng hai cục nha. Rất là khỏe luôn nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lại đây. Mình khám phá coi đường hầm này có xe gì nữa. Chiếc xe chở rác nè các bạn. Trời. Wow, xịn dữ người ta. Dốc ơi. Đó. Ở đây nữa nè các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bye bye các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bây giờ mình phải về nhà ăn cơm rồi.